ở nhà ngay chân cầu. Còn tới 12 cây số nữa là tự nhiên qua cầu rồi tới không được. Giống như trời giờ mai ông năm xe ba xe lợi tới, năm giờ tử xe ba xe lợi kia hết nhất hết năm không. Rồi mình xin chào cả nhà nha. Nay là mình ở Cần Thơ cả nhà. Đây là bà cô ba của mình. Đây cái này phải ai đây? Đây là thôi lên. Các bạn đang ở Cần Thơ. Nó muốn quay đại nhất là cũng đại nha. Quay cho kỷ niệm. Con ăn đi, ăn đi con ăn. Phần đông cái này. Sáng. Đây là ông cây. Tự nhiên nghe. Đây ở Bình Thủy. Ủa Bình Thủy hả cô ba? Bình Thủy. Đây Cần Thơ. Nhà mình có ba, nhà cô ba, cô Út, mắt hai người còn mình cô ba là cả nhà. Đây là câu được mình còn mình ba hai tô này đi. Tư, lên ngồi tư. Tư lên ngồi nè tư. Thức sáng đi rồi. Hôm đó nhớ mày ăn đi. Mày anh ngồi đi. Ăn lấy sức lại chứ. Đây ra củ quả rau đây. Tới xong chưa? Đây hết rồi. Cho nó có muỗng thôi. Muỗng đầy đủ. Giáo người ngồi đây giáo. Còn ai nữa à? Đây giáo. Đây là cô ba luôn, em của Diệu ba. Sáng ơi, vừa lợi cho mười mấy người đậu thị có rau củ
Để nhà đây, mổ đây. Đây, mổ ra. Nè qua đây ngồi vậy con. Muốn con làm chị dâu đó mà. Trời ơi. Con ngồi đi, ngồi đi. Con ngồi luôn đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Mai đông đủ quá. Đây là mình quay chị. Quay chơi. Quay chơi. Hay con mời chỉ điện mà. Lên sao ngồi? Ngồi đây ngồi đây anh. Ngon lên sao? Lan không vô đó ngồi luôn đi Lan. Đó tiêu đó. Cái tiêu đó nè, cái chằm cái con nó chết. Rồi để đó rồi ai vậy? Đây đây tiêu đi. Út rồi, Út, vào đây. Út, ngồi đó luôn đây. Út vào đây nè. Ăn vô đi. Vô luôn. Út. Chưa, tôi làm một tô. Chưa. Từ từ, tao đang làm việc mà. Bảo đảm là chưa. Có gì mà đói ăn sao? Ăn từ từ. Ngồi đó ăn cái nào. Ăn cái nào rồi. Còn ăn hết thôi, hết nhịn. Chứ biết sao giờ. Vậy ăn đã sẵn á. Ok. Đủ. Đây nè, con tô đi nè. Con chưa ai ăn nè. Dạ dạ được rồi. Từ đi. Ăn gì mà. Con nhiều. Con về về dưới hả chị hai? À, về dưới. Chào. Chị ơi. Giờ hay lần rồi, trước đây nữa. Làm về có ngủ được không à? Ba mà không về được. Trời ơi. Cô ba này ốm rồi đâu còn mập như xưa nữa phải không? Cô ba lúc này đi ngon lắm luôn. Trời ơi. Cô ba đâu mập như xưa nữa đâu. Cô ba lúc này lạ lắm, đẹp gái lắm. Ôi đây sát mưa đi. Ủa em hai cái bánh canh đó cháu ơi. Có dép không ai có lấy không? Có vậy là hết thằng mình thiệt chứ đó hả? Mang rại luôn nào cũng được rồi. Chúng con lại đi chứ không luôn đi. Trời ơi. Rồi ông ăn hai tô này là. Vừa cho ông hai tô luôn thôi, cho ông ăn hai tô này luôn. Dữ vậy, chưa tới hai tô rồi. Rồi tao ăn lé mà quấy đi trời. Ăn thịt với ăn rau. Đủ không thêm không Hùng? Chỉ cần mất nước thôi đúng không? Có ai thêm nữa nghe, không thêm nữa thì khóa sổ nghe. Đâu có thêm nữa nghe. Đi mẹ nè. Cái tô nè mẹ nè. Nè khóa sổ sợ quá, chúng ta ngồi ăn được. Ngồi xong rồi đó. Không còn có ghép mà ai rồi nghĩa mà ăn không được. Mắc dựa, mắc dựa cái ai mới ăn được hả? Hôm qua ai lại ngồi muốn ngồi kế bà chị hai vậy đó, chen vô chứ để chị khó ăn tội nghiệp chị dưới mình hoài. Nấu cái quên ăn đi nha tiểu nha. Ừ. Sao ăn nửa chừng bỏ chạy ở đó là bỏ cô ba ngồi có mình vậy? Để cho phải lòng tay bà ăn, không mình phải tép tép bà ăn không có được. Mắc cỡ. Mắc cỡ bà ăn không được. Khỏe không anh? Ừ, khỏe. Dạ nó rồi đến giờ con. Dạ. Chứ con hết trước đây mà đi làm. Đưa mà tôi cho mũi giọng mũi cắt làm. Mũi ai ạ? Ừ. Trời vậy có mũi. Không có mũi. Đẹp sát chân rồi. Không có mũi. Tại hôm đâu có mũi đâu, đâu có mũi mồng gì đâu. Dạ không mũi đâu, hôm chết thì mấy con. Tại cưng ngủ cho anh có ngủ đâu mà biết mũi cắn không mũi.
Ủa này là nguyên cái gốc này mấy con quý nó bị xuyên hết đâu à? Kìa, anh hai ăn bánh canh kìa. Ăn rồi. Nãy sắp làm đầu tiên. Phải không? Sắp làm đầu tiên được làm. Là ăn nhất rồi giờ hả? Cũng ăn rồi hết trơn hả? Rồi ăn rồi vậy, xin chào cả nhà đây. Chào cả nhà. Gịch đi nghe, gịch cho đã cái đi nghe. Lên xe là không có gịch nữa à. Rồi, kéo này kéo xịt khói luôn đi. Đã đại lên